Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về Bi Network nha các bạn Tức là Bi Con ong nha Thì đây là cái thông báo mới nhất của cái thằng Bi Network Mình sẽ đọc cho các bạn xem như sau nha Đó là sẵn sàng cho KIC cập nhật Đó là Bi Network lên phiên bản 1.2.3 Để xem đã đến lượt bạn chưa Lưu ý bây giờ bạn có thể sử dụng mã mời Để truy xuất phương thức đăng nhập của mình Và ngược lại Nếu bạn gặp sự cố đăng nhập Hãy thử cập nhật từ Bi.com Hiện tại á nó cập nhật lên một cái phiên bản mới nha. Các bạn vào CH Play nha. Này các bạn vào CH Play các bạn tìm kiếm đó là uh, nước Network cho mình nha Rồi các bạn tìm kiếm nha Thì ở đây nó sẽ hiện lên cái app Bia Network của chúng ta nè Và các bạn bấm vào ngay chỗ mà các bạn bấm vào cái thông tin uh, ứng dụng nè Các bạn bấm vào nha và các bạn kéo xuống dưới này nó hiện lên phiên bản nè Đó là 1.20.3 nha các bạn Và nó cập nhật vào ngày 8 tháng 10 2023 nha các bạn Thì các bạn phải cập nhật lên cái phiên bản mới nhất nha Còn nếu bạn nào có chữ cập nhật thì cập nhật nha Còn ở đây mình đã cập nhật rồi Cho nên nó hiện ra cái chữ phát là tức là mở lên luôn nha các bạn nào chưa cập nhật thì nhớ cập nhật nha rồi và đây là cái Twitter tiếp theo của nó nha các bạn nó ghi là không thể tin nổi 100.000 khi cây quay đã được lắp đầy chỉ trong vòng một ngày sự nhiệt tình của Believer thật sự đáng chú ý cảm ơn tất cả các bạn đã làm một phần của cuộc hành trình đáng kinh ngạc và cây sẽ tiếp tục vào tuần tới rồi và đây là cái thông báo kế tiếp đó là cái xe đang dần được mở cho believer 100.000 suốt cho một tuần đến ngày 20 tháng 5 2024 tức là mỗi một tuần á nó sẽ mở cho chúng ta đó là 100.000 các bạn nhớ nhà 100.000 nhiều lần nha các bạn 100.000 suốt cái xe trên toàn thế giới nha à thì và nó sẽ mở cho đến ngày 20 tháng 5 2024 luôn cho nên hiện tại mà bạn nào vào mà các bạn không nhận được lời mời cái xe thì các bạn cũng đừng lo lắng nha thì sang tuần sau các bạn lại vào nữa nha cứ tuần nào nó cũng mở 100 người xuống nha các bạn cho nên các bạn không việc gì phải lo lắng tuần nào các bạn cũng vào thì trước sau gì nó cũng sẽ mời mà thôi các bạn Thì nó sẽ kéo dài đến tháng 5 năm 2024 nha Cho nên các bạn không cần phải vụ vàng gì cả Nếu mà hiện tại các bạn không nhận được lời mời cai xe thì các bạn cứ việc cập nhật lên phiên bản mới nhất xem thử có được 10 cây sẽ hay không nha và đây là thông báo hợp tác giữa bi nước quốc và getco nha các bạn thì, thì nó gây nè các bạn nè đó là vui mừng thông báo quan hệ hợp tác giữa bi nước quốc và coi getco nha thì cô ghét cô đó là một cái công cụ theo dõi đét tức là à, theo dõi kiểu mà theo dõi giá của những cái đồng coi đó các bạn ạ à. thì thằng bi nước quốc kiểu như bây giờ nó là một nơi để mà có một cái nền tảng tương tác về viết ba lớn nhất thế giới nha các bạn những cái đề ốc ba mà muốn giới thiệu cho nhiều người biết á, thì nó đều giới thiệu qua thằng pin nước quốc nha các bạn bởi vì pin nước quốc hiện tại nó có cái cộng đồng lên tới 27 triệu người tiên phong nha tức là nó chỉ sau thằng pin nước quốc là 45 triệu thôi nha các bạn còn thằng pin nước quốc này đó đứng thứ nhì nha các bạn với 27 triệu người thành viên nha các bạn rồi để mà xem các bạn có nhận được lời mời KIC hay không á, thì sau khi mà các bạn cập nhật cái app về nha thì các bạn bấm vào cái hồ sơ trên cá nhân nè rồi ở đây nó có cái chữ mà xác minh KC nè, thì như mình đã xác minh KYC thành công nha. Thì xác minh hiện tại các bạn có thể xác minh bằng căn cước công dân cũng như là cái hộ chiếu nha các bạn, cái passport nha. Cho nên hai cái các bạn đều xác minh được nha. Và mình đã có làm một cái video hướng dẫn các bạn xác minh bằng căn cước công dân rồi nha. Các bạn có thể xem lại video đó nha, mình sẽ để đường link video đó bên dưới phần bình luận nha. Đây nè, À, mình xác minh bằng căn cước công dân chỉ trong vòng một ngày thôi các bạn là được à, xác minh thành công nha còn nếu mà bạn nào vào đây mà ngay chỗ xác minh KYC á mà các bạn à, nó không cho các bạn à, cài xe á, thì à, tuần sau các bạn lại vào nha tại vì mỗi một tuần nó mở 100 000 xuống nha các bạn hết 100 000 xuống trong vòng một tuần á thì nó sẽ ngân rồi tuần sau nó lại mở tiếp nha nó kéo dài đến tháng 5 năm 2024 nha các bạn cho nên các bạn không việc gì phải vội về nha và cái đường link khai thác thằng quốc này á, mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn có thể clip vào để mà khai thác nó nha các bạn rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.